Thiện hiện, ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của quả dự lưu, chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của quả dự lưu, hoặc thuộc sanh tử thuộc niết bàn của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của quả dự lưu và cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của quả nhất lai bất hoàn a la hán. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của quả dự lưu là Đại Bồ Tát, chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của quả nhất lai bất hoàn a la hán là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của quả dự lưu, chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của quả dự lưu, hoặc tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của quả dự lưu và cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của quả dự lưu là Đại Bồ Tát, chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của quả dự lưu chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hoặc khả đắc bất khả đắc của quả dự lưu, hoặc khả đắc bất khả đắc của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của quả dự lưu và cái danh khả đắc của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của quả dự lưu là Đại Bồ Tát, chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán là Đại Bồ Tát? Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ thọ thiện hiện bạch, Bạch Thế Tôn, quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh quả vị độc giác. Danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, thường vô thường của quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, lạc khổ của quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, ngã vô ngã của quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, tịnh bất tịnh của quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát?
Thiện hiện, ngươi lại quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, không bất không của quả vị độc giác, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không bất không của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hữu tướng vô tướng của quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hữu nguyện vô nguyện của quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, tịch tịnh bất tịch tịnh của quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, viễn ly bất viễn ly của quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hữu vi vô vi của quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hữu lậu vô lậu của quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, sanh diệt của quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, thiện phi thiện của quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hữu tội vô tội của quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội vô tội của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hữu phiền não vô phiền não của quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có,
thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, thế gian xuất thế gian của quả vị độc giác, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, tạp nhiễm thanh tịnh của quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, thuộc sanh tử thuộc niết bàn của quả vị độc giác, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thuộc sanh tử thuộc niết bàn của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thuộc sanh tử hoặc thuộc niết bàn của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của quả vị độc giác, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tại nội, tại ngoại, tại lưỡng gian của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của quả vị độc giác chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, khả đắc bất khả đắc của quả vị độc giác, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của quả vị độc giác. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của quả vị độc giác là Đại Bồ Tát? Lại nữa, thiện hiện, ngươi quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Cụ thọ thiện hiện bạch, Bạch Thế Tôn, tất cả hạnh Đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tất cả hạnh Đại Bồ Tát. Danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, thường vô thường của tất cả hạnh Đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thường vô thường của tất cả hạnh Đại Bồ Tát. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, lạc khổ của tất cả hạnh Đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh lạc khổ của tất cả hạnh Đại Bồ Tát. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, ngã vô ngã của tất cả hạnh Đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh ngã vô ngã của tất cả hạnh Đại Bồ Tát. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát chẳng phải là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, tịnh bất tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịnh bất tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát. Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát là Đại Bồ Tát?
Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, không bất không của tất cả hạnh đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có. Huống là có cái danh không bất không của tất cả hạnh đại Bồ Tát, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của tất cả hạnh đại Bồ Tát là đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hữu tướng vô tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát là đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hữu nguyện vô nguyện của tất cả hạnh đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của tất cả hạnh đại Bồ Tát, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của tất cả hạnh đại Bồ Tát là đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, tịch tịnh bất tịch tịnh của tất cả hạnh đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của tất cả hạnh đại Bồ Tát, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của tất cả hạnh đại Bồ Tát là đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, viễn ly bất viễn ly của tất cả hạnh đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của tất cả hạnh đại Bồ Tát, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của tất cả hạnh đại Bồ Tát là đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hữu vi vô vi của tất cả hạnh đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của tất cả hạnh đại Bồ Tát, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của tất cả hạnh đại Bồ Tát là đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hữu lậu vô lậu của tất cả hạnh đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu lậu vô lậu của tất cả hạnh đại Bồ Tát, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của tất cả hạnh đại Bồ Tát là đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, sanh diệt của tất cả hạnh đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh sanh diệt của tất cả hạnh đại Bồ Tát, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của tất cả hạnh đại Bồ Tát là đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, thiện phi thiện của tất cả hạnh đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của tất cả hạnh đại Bồ Tát, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của tất cả hạnh đại Bồ Tát là đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải là đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, hữu tội vô tội của tất cả hạnh đại Bồ Tát, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tội vô tội của tất cả hạnh đại Bồ Tát, các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của tất cả hạnh đại Bồ Tát là đại Bồ Tát?